Hôm nay mình sẽ làm món cambridge. Đây anh để lễ tạ ơn. Cambridge này nó bự lắm ạ. Bây giờ mình sẽ có carrot, carrot, cải, rosemary với mình ướp gia vị. Nấm. Vô. Cái này bao nhiêu lòng mình bỏ vô nồi được. Cái bao này là cái bao chịu được sức nóng nha. Chứ cái bao nhiêu lòng bình thường đâu có được. Bỏ vô. Kalina. Come down here. Come down here. Okay, hold on. Okay. Bây giờ bỏ vô xong rồi. Sipping up, yo. Okay. We put it open. Rồi, cho bạn ơi. Món này ra lọ. Oh yeah. Oh, nướng một cái bịch như vậy đó các bạn. Ở trong đó là thịt bò các bạn ơi. Cái này nấu kiểu theo kiểu kiểu Mỹ các bạn ơi. Cái bao này lâu mà không cháy luôn hết chưa. Bao này bao đặc biệt. Cái này khuyến cáo với các bạn đừng bao giờ mà làm kiểu này cái bao ni lông á theo suy ý nghĩ của mình thôi, còn đối với các bạn thì mình không biết. Theo suy nghĩ của mình á thì cái bọc bao ni lông mà bỏ vô cái lò nướng như vậy thì mình đóng thì nó chảy ra rất là độc. Còn theo suy nghĩ của mình, còn các bạn nghĩ sao? Nhưng mà cái truyền thống của họ ở bên Mỹ này thì người ta hay làm như vậy các bạn. Rồi chính rồi đó. Tại vì người ta không lấy bao nhiêu lòng chín quá đúng không? Ngon ngon rồi. Hay quá, bước lại giùm cái đi. Ngon rồi, được rồi. Đây, một bọc. Đây, ngon, ăn nè các bạn. Ăn steak nè. Cho lẽ nằm ở nhà. Rồi sao múc cái đó ra? Trời ơi, hành hòn gì hay hòn được. Phải lấy ra là cắt chứ sao cắt. Cái này. Ok. Đây các bạn. Ồ, mì đồng rê. Xích chưa? Còn chưa? Ăn xích qua đây nè. Bỏ ráo các bạn ơi. Rồi, ngon các bạn ơi. Tùy với các bạn như các bạn coi cái clip này á, các bạn mà mướn cameraman này thì các bạn cứ inbox tí một tấm chăng mình làm cameraman chuẩn quá, quay cái chuẩn quá từng góc cạnh luôn các bạn. Cái nước đâu ra dữ vậy ta? Ánh ba cái rau củ này nè, nó ra nước nè. Đi coi chi đang nấu cái rau củ nên nó còn mua còn mắc ăn cục thịt bò.
thì với cuộc sống ở nước ngoài thịt thà đồ nó rẻ lắm các bạn, như rau củ là nó mắc hơn, mắc hơn vàng luôn á. Mời các bạn nha, ai ca qua nhà mình ăn nè. Nè, hot girl Đà Nẵng đến từ vùng núi xa xôi, đến từ Quảng Nam, Điện Trung, Gò Nổi. Đây là hot boy miền Tây đến từ Vĩnh Long, đầu tóc vàng, dân chơi miền Tây là vậy đó các bạn ạ. Còn ở xa xa đó, đầu cũng đầu tóc vàng, mặc áo đỏ, đến từ Đà Nẵng, Thanh Khê, ngay chỗ Mẹ Nhu, gần tàu đá, đường Nguyễn Tất Thành. Còn mày cho luôn số nhà tí. Số nhà quên rồi các bạn ạ. Hình như là 810 mấy Trần Cao Văn á các bạn. Đó là đồ công an ông nội ơi. Còn thằng này là hot boy Thiên An. Việt Nam mới qua. Việt Nam mới qua, đây đây đây. Việt Nam mới qua hot boy. Quậy lắm các bạn ơi, nó quậy lắm. Wow, ngon quá vậy. Oh mẹ, cái đường xem đường thì ngon quá vậy. Ủa ngon. Vậy được rồi. Cái đây là cậu ba ăn được. Ngon không? Go. Hey là. Go. Come on boy. Yeah. Nè boy. Mấy cái tặng nhảy nó cười. Mình lấy ra nhảy chứ. Đó nhảy này mình nhảy nè. Nè. Giống mì. Là có lấy gì á? Vì này đâu? Vì này nè. Come down here. Chắc luôn. Come down here. Ta tội cho mình khách mời này là không ăn được gì. Khách mời này không ăn được gì. Anh ơi. Này. Rồi. Được. Đây kìa. Ông chí ông quên bỏ khoai tây. Nó chỗ chính giữa thì nó còn tá xíu. Đây này nó hạt chín, bỏ vô đây lại cho nó chín rồi. Đây chị bỏ vô đây. Bỏ vô nó nóng. Đấy.
Đúng không? Đúng không? Đúng không? Bỏ này là nó chín. Để xíu nó chín rồi. Ăn đi. Cái này là mình thử làm diễn viên đóng luôn. Chấm muối tiêu à. Mềm không? Thôi thành. Thành công bận. Hello, how's it good? Is it good? Cũng thành nào ngồi theo luôn ạ. Ngồi đi nghe. Boy. À, qua đây bà cháu uống sữa. Là có cái mini nè. Một ớt sô cay như nữa. Có cả luôn. Gấu, gấu. Còn gấu, hai gấu, ba gấu, gấu kia đi chơi. Gấu vậy. Ây da. Bắp cải này ngon nè. Đi đâu ta? Lột luôn cái rồi đi nghĩ sao vậy? Ông đồ con này hay quá, đã biết cái lừa ông đồ con cứng cứng bên đây nè, hai bên đây nó cứng nè, là thịt nó dai, ông bóp cái coi, hai bên đây nó cứng nè, má nó nè, con mềm là thịt nó bở, nó mồi gì đâu Phật, kiếp sau đầu thai làm người hay không? Em bóc cho. Không, em bóc được. Được không? Bóc nóng được. Rồi lấy tắp đi. Nóng lên. Nóng lên. Hai đĩa nó chẳng nóng rồi, để bò con thôi. Để rồi, để lại con này đi. Cho chú Thi. Rồi. Hay gọi qua luôn đi. Bể mẹ nó rồi. Gọi qua luôn đi. Rồi. 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 Mới nói cái gì đó? Hả? Cô nói được hai. Lấy ghế, lấy ghế con. Lấy được hả? Dạ. Mấy cá này đừng có ăn. Có gì đâu trong đó là ăn. Không có. Anh lấy cái kéo mình cắt là nó có nguyên cái giống thịt tươi. Ăn cái này đi để nguội nó dở. Wow. Anh hai. Chào mỡ. Đây, chú kia. Nấu lại kia. Có cái bánh khá nó vô cà cài rồi. Đừng nóng quá, khoảng tay ạ. Dạ thơm, hẹ. Cái này nè. Nói chung là giá. Cái này mình làm quyết một tí rồi. Cái này ngon. Cái gạch đó phải không? Dạ. Chiên chảy đỏ. Mình sẽ ý lên đây nha. Nấm bỏ ốc con bữa thì mình đã mua để chuyên mang về nè. Làm suýt cái đồ mình làm sao? Mình ăn ít thôi. Steak là kìa. Giải em nấu. Lấy cái kéo kìa cho mình xem. Cắt ra. Đây, 4. Là đang buồn bệnh. Xe là đâu? Cậu xe là qua chơi. Không. Chơi vậy? Cá lóc thì mình đã lột da rồi. Và còn đây là huyết lạ. Nấm rơm. Củ sắn. Tay mà phải ngon. Kéo nè. Kéo. Viên chả giò. Wow, cái gì mà sao nó đang thui vậy? Dạ.
không biết gì hết. Chán quá, không nó đang nguôi vậy. Cái gạch chứ gì? Gạch cái trứng mà. Ở nhà ăn lễ tạ ơn. Một con gấu, gấu lớn rồi. Gấu kia, gấu kia, còn con gấu nữa. Ở nhà nuôi 4 con gấu, 1 con cọp. Sợ chưa, sợ chưa? Em sau lưng kìa. Dạ. Đó là mấy gì bao? Thế là đâu? Đây. Ngon mi. Này đúng không? Nó lỏng bánh mà. Y cũ ha. Đừng nghe các bạn. Tôm lâu. Tại sao con tôm mình không ăn cái đường chính dược? Mua được rồi mình sẽ đổi cái tiền. Bắp lộ. Đã bao tiền? Bắp lộ uống với rượu. Ăn cái gì cơ lạ? Đi, giác cái khô ấy. Dạ, la vô he. Tóc đẹp quá không?